Khu vực cầu Bún Bà Của ở ấp 2, xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, những ngày đầu tháng 7 năm 2023, bốn thanh đoàn thắt cổ chai tại km 65 400 thuộc quốc lộ 62, quốc lộ ED2. Từ sáng 1 tháng 7 năm 2023, người dân sống xung quanh cầu Bún Bà Của phát hiện vết nứt ngay chân cầu. Sạt lở làm đề đường phía kênh Dương Văn Dương cách tiêm đường 4,5m bị sụp lúng 30cm so với đoạn mặt đường. Đoạn sạt lở dài 15m. Đến sáng 2 tháng 7, điểm sụt lún thêm 90cm so với mặt đường và chiều dài tăng lên thành 20m, làm hư hỏng hàng rào bảo vệ an toàn đường giao thông và gây khó khăn cho phương tiện tham gia giao thông. Ngày 2 tháng 7, ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An, cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan đến kiểm tra tình hình sạt lở. Tại đây, ông Nguyễn Minh Lâm yêu cầu các ngành liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến vụ sạt lở và khẩn trương khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn, tính mạng của người dân khi lưu thông qua tuyến đường. Đồng thời, ông Lâm đề nghị Công ty Cổ phần Xây dựng 676 tham mưu cho đơn vị quản lý có biện pháp khắc phục lâu dài, hoàn chỉnh để bảo vệ tuyến đường huyết mạch của địa phương. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân sạt lở là do khu vực này chịu ảnh hưởng bởi tác động của dòng chảy. Lượng tàu thuyền, xà lan tải trọng lớn lưu thông qua lại ngày đêm, chạy với vận tốc lớn, làm đất dưới lòng kênh bị xói mòn, cuốn trôi, gây sạt lở. Cái cầu này thì nói chung nó chắc cũng yếu mà sao mà xe chạy ngang thì trong nhà mình ngồi mình biết luôn á. Nó phát ra tiếng kêu rất là mạnh, mà thậm chí nó còn rung rinh luôn á. Sau khi xảy ra vụ việc này thì tuyến đường này nó bị ùn tắc. Sống trong cái điểm sạt lở này thì nói chung người dân tụi em thì nó cũng lo lắng, hồi hộp lắm. Mong các cơ quan chức năng nhà nước đồ giống như mình sửa đổi cái cầu mới lại á, mình nâng cấp nó lên cho nó an toàn hơn. Được biết, ngay khi nhận được thông tin về vụ sạt lở, chiều 1 tháng 7, Công ty Cổ phần Xây dựng 676 đã đổ đá, đóng cừ tràm, cừ dừa để khắc phục, ngăn chặn sạt lở diễn biến xấu. Tuy nhiên, đây là vụ sạt lở nghiêm trọng, mặt đường hẹp, bờ kè không kiên cố, trong khi tuyến đường này là tuyến đường huyết mạch của vùng Đồng Tháp 10 và một số tỉnh miền Tây, nên lưu lượng phương tiện qua lại rất lớn, có thể thời gian tới sẽ còn sạt lở thêm. Trong thời gian qua thì trên địa bàn huyện Thạnh Hóa thì có hai cái tuyến kênh và sông có xảy ra trường hợp sạt lở, nhất là sông Dàm Cỏ Tây, thứ hai là kênh Dương Dương. Hiện nay chúng ta thấy khu quản lý đường bộ đang tiến hành gia cố tạm thời để đảm bảo cho cái lưu thông của các phương tiện. Hiện Công ty Cổ phần Xây dựng 676 đang phụ trách quản lý bảo trì tuyến quốc lộ 62, quốc lộ ED2. Ngay sau khi xảy ra sạt lở, đơn vị đã xuống kiểm tra, đánh giá tình hình và triển khai các biện pháp như căng dây, lắp biển báo, cảnh báo phân luồng giao thông, đồng thời gia cố tạm và khẩn trương khảo sát, thiết kế để đưa ra giải pháp kỹ thuật xử lý kiên cố trong thời gian sớm nhất.